Ánh và Quân cứ như là khai phá ra một thế giới mới. Quan niệm sống của hai vợ chồng nàng đã thay đổi khá nhiều, thoáng hơn, nghĩ cho nhau nhiều hơn. Ánh tự nhiên lại thấy rất hạnh phúc. Nàng lại nghĩ Quân cũng hạnh phúc qua biểu hiện của anh ấy. Từ ngày trở về từ chuyến đi Bình Ba, hai vợ chồng giống như là bị uống phải thuốc tiên. Hai người cứ cuốn lấy nhau bất cứ khi nào có thể. Cả căn nhà này bây giờ như là thế giới riêng của họ. Sau khi mà Ánh lại buộc phải cho cái chị giúp việc kia về quê đi, bởi vì cái chuyện đó của hai vợ chồng nó thoải mái quá, chị ấy lại hay nhìn thấy được. Thế là anh và nàng vui vẻ, lúc thì ở phòng khách, lúc thì trong nhà bếp, khi thì cô đang nấu nướng, rồi có khi lại lôi ra nhau ra ngoài hồ bơi, thậm chí lại nổi hứng lên lại lôi nhau ra cả ngoài vườn. Có khi buổi trưa thì Quân cũng chạy xe về từ chỗ làm về rồi rước vợ đi ăn. Đi ăn xong hai người lại tìm một khách sạn để âu yếm. Tự nhiên nàng không hiểu tại sao anh lại bỗng dưng trở nên say tình nàng như thế. Đương nhiên thì anh chàng yêu nàng càng nhiều, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà trong lòng vẫn có một chút lo lắng cho sức khỏe và tâm lý của anh. Cô lại lên mạng tìm hiểu về cái tình trạng của chồng. Không có một cái thông tin nào mô tả chính xác tình trạng của anh. Duy chỉ có một trường hợp nó khá tương tự với anh. Đó là một người chồng bình thường khá là yếu. Nhưng mà một lần sau khi phát hiện ra vợ ngoại tình, anh ta quyết định tha thứ cho vợ. Nhưng sau đó thì anh ta giống như một người khác thường, mạnh mẽ một cách dị thường. Giống như là để cho vợ không còn cái chỗ hở nào mà để đi với người khác. Ánh bắt đầu tìm đến những cái diễn đàn tâm sinh lý ở trên Internet. Nàng tạo nick với lại địa chỉ email mới, đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là không hoàn toàn kể hết hoàn cảnh của mình, bởi vì nàng không muốn câu chuyện riêng của hai vợ chồng lại thành đề tài bàn luận ở trên mạng. Hai ngày sau, Ánh thành công lấy nick vào cho một cái chị bác sĩ tâm lý. Rồi thế là chat với nhau. Tên của chị tên là Hồng, chị rất nhiệt tình, giải thích cặn kẽ. Nhưng quả thật mối quan hệ phức tạp của vợ chồng Ánh cũng làm cho nàng nhức đầu. Điều này nó không có trong sách giáo khoa, cũng chưa bao giờ gặp thực tế trong bao nhiêu năm hành nghề của chị ấy. Một người chồng yêu vợ hết mức nhưng mà vẫn chiều vợ, tham gia vào những cái trò chơi phiêu lưu hoan lạc của cô, sau đó lại càng muốn yêu và muốn cô hơn nữa. Sao lại có thể như thế được? Bởi vì theo suy luận tâm lý học, người đàn ông khi mà nhìn thấy vợ với người khác thì sẽ chán chứ, sẽ bỏ vợ hoặc biến cô ta thành một công cụ tìm cảm xúc cho anh ta. Sau khi suy xét và đưa ra các giả thiết, các tình huống tác động tâm lý, bác sĩ lại đề nghị Ánh là nên xa cách chồng 3 ngày để cho anh dịu bớt đi những cái mong muốn đấy. Và mỗi khi có nàng thì lại cứ muốn gần nàng ấy. Sau đó trở về sinh hoạt bình thường xem, thế rồi xem nó có thay đổi không, quan sát báo cáo lại kết quả với cô. Ánh thấy cũng có lý, nhưng mà lý do nào để bây giờ rời xa anh 3 ngày đây? Cha mẹ đã định cư ở nước ngoài từ cuối năm ngoái, cô chú họ hàng thì hầu như là mất liên lạc. Quân thì biết quá rõ về nàng, có thể gạt anh bằng lý do gia đình, tự nhiên thấy khó nghĩ quá. Có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Ánh đây à, vào đi em. Vâng, anh tìm em ạ. Ánh ngạc nhiên khi biết chợt hôm nay sếp lại cứ đi tìm mình như thế. Nàng là phó phòng phát triển khách hàng, nhưng mà hầu như nàng chỉ gặp Linh trong các cuộc họp và trao đổi qua email, thậm chí là trình ký kế hoạch hay là nộp bảng báo cáo cũng thông qua cô thư ký riêng của anh. Anh chưa bao giờ gọi nàng lên phòng riêng một mình bao giờ. Em ngồi xuống đây đi, anh có một việc cần em giúp. Vừa nói, Linh vừa rót nước trà ở trên bàn khách. Dạ vâng, anh cứ nói đi ạ. Ánh rất bình tĩnh. Như thế này, 5 ngày nữa thì hội chợ Mekong của Bộ Nông nghiệp tổ chức tại Cần Thơ. Như em đã biết, công ty mình cũng có một gian hàng ở đấy. Đồng thời anh lên một kế hoạch khác là đi khảo sát các sản phẩm mới của đối thủ giới thiệu lần này đấy. Quan trọng hơn là thương lượng bí mật thuê 5 hectare ruộng để thử nghiệm sản phẩm mới. Bởi vì theo ban giám đốc ở bên kia, phải thử lại kỹ thuật, nó thật là kỹ càng. Bởi vì trong một số trường hợp vi sinh ở trong đất Việt Nam phản ứng khác với bên Thái, có thể dẫn đến phản tác dụng. Linh nói chuyện một hơi dài, không thể nào lưu loát hơn.
đúng là phong cách của lãnh đạo. Linh lại ngưng một lát, quan sát vẻ mặt của ánh, nhưng mà anh không đọc được gì trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hôm nay anh mới có dịp đối diện nhìn kỹ và nhận ra sắc đẹp rung động của cô. Bởi vì theo nguyên tắc của mình, anh không bao giờ lưu ý tới phụ nữ khi làm việc, đặc biệt là cấp dưới của mình. Chợt anh thấy Ngọc Ánh đang nhìn mình, ánh mắt có vẻ chờ đợi và hơi khó hiểu. À, ý là anh muốn em đi công tác đợt này chung với anh, có thể là khoảng 3 ngày. Linh lại hơi đỏ mặt bởi vì vừa rồi mình lại tự nhiên bị phân tâm. Ánh lại chợt nghĩ tới lời khuyên của bác sĩ là nên để cho chồng rời xa chồng để cho anh ấy ngưng đi vài ba ngày. Anh biết em có gia đình. Thường thì anh cũng rất ít khi điều động phụ nữ có gia đình đi công tác xa, bởi vì rất nhiều lý do tế nhị. Lần này anh đang định đi cùng với Thục Nhi, nhưng mà cô ta lại bảo vệ luận án thạc sĩ, bận mất rồi. Mà anh cần là người giỏi chuyên môn. Linh cứ nói liên tục như thế. Chợt Linh cảm thấy ngạc nhiên, từ khi nào mình lại cần phải giải thích nhiều như thế với cấp dưới nhỉ? Anh thấy ánh mắt của Ngọc nhìn mình, miệng nàng mỉm cười, môi nàng hở nhẹ, với hàm răng trắng bóng thật đều, nụ cười đẹp như không thuộc về thế giới này. Anh, cho em xin nghỉ 2 ngày thu xếp công việc gia đình trước khi em đi nhé ạ. Ánh nói thật nhẹ nhàng. Linh lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe Ánh đồng ý. Sau khi dặn dò Ánh một số hồ sơ cá nhân chuẩn bị, nàng đi ra. Linh ngồi tại chỗ bần thần, tự hỏi về biểu hiện vừa rồi của mình. Sao mình lại mừng vì cướp dưới nó nhận lời đi công tác nhỉ? Hôm nay tôi làm sao thế? Thật nhảm nhí. Tối đó Ánh về sớm, chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn. Một cái món sườn cừu Úc mà Quân rất thích. Khi Quân về tới nhà, vào nhà bếp hôn vợ, anh cũng thấy không khí hôm nay có gì đó bất thường. Ánh lại nói anh đi tắm trước, nhưng mà nàng không nói gì thêm với chồng. Từ phòng tắm đi ra, Quân theo thói quen lại quấn khăn ngang người rồi đi xuống lầu. Nhưng mà đèn ở dưới lầu đã tắt tối đen. Anh ngơ ngác đi tìm vợ, chợt thấy ánh sáng le lói từ nhà sau. Quân lại đi về hướng đấy. Vừa ra tới sân sau, thấy Ánh ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn phủ khăn trắng, kê sát hồ bơi. Ánh sáng lung linh xung quanh, nó tỏa ra từ cây nến trắng ở trên bàn. Quân mỉm cười, anh bước tới nhìn vợ. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy hồng nhạt, cổ váy hình vuông. Quân ngồi vào bàn đối diện với vợ, nhìn gương mặt nàng phản chiếu ánh nến lung linh. Anh thấy mình thật may mắn khi chọn nàng làm vợ. Hôm nay ngày gì đặc biệt thế hả em? Quân không nhịn được lại hỏi. Hôm nay là thứ năm, anh không biết à? Ánh tinh nghịch trả lời. Cái đấy thì anh biết, nhưng mà em chỉ muốn nói với anh thôi, mỗi ngày bên anh đều là một ngày đặc biệt trong cuộc đời em. Ánh nhìn chồng với ánh mắt trìu mến và yêu thương. Quân nghe nàng nói, anh lại rất bất ngờ, bởi vì Ánh ít khi nào dùng những cái lời để mà diễn đạt tình cảm của mình. Anh đứng dậy đi đến bên cô, lại hôn xuống đôi môi của cô mà cả đời anh không muốn rời xa. Em ăn gian lắm đấy, em dành hết lời hay ý đẹp mà anh định nói rồi đấy. Quân mỉm cười trêu vợ, cúi xuống lại hôn vợ lần nữa. Anh yêu em, anh nói nhỏ khi môi mình lại vừa tách môi nàng ra. Trời đất, em quên mất, mình ăn thôi, đồ ăn nguội rồi. Ánh lại chợt nhớ đến 2 đĩa đồ ăn ở trên bàn. Lúc này Quân mới nhìn xuống, vợ chuẩn bị cho anh món mà anh rất thích. Anh ngồi xuống ngay theo ý của vợ. Anh luôn thích ăn món nàng nấu, nhưng mà anh cảm thấy lo lắng nao nao ấy, bởi vì không khí hôm nay nó thật khác thường. Sau khi ăn xong, chai rượu vang trên bàn cũng hết rồi, 2 cây nến chỉ còn được mấy phân. Ánh lại nhờ chồng bật công tắc đèn hồ bơi lên. Nàng đứng đó mỉm cười, tay cầm chiếc khăn choàng cổ rất tối màu. Ánh đi xuống hồ bơi, Quân vội vàng ném chiếc khăn nó đang quấn ngang người rồi theo ngay sau lưng nàng. Ánh xoay người lại, hai tay nàng lại nâng cao chiếc khăn bịt mắt chồng. Anh không được mở mắt ra đấy, giọng lại giả vờ nghiêm túc. À, tuân lệnh thủ trưởng. Và Ánh đã cho Quân một buổi tối lãng mạn bên hồ bơi. Tối hôm đó, đúng cô là người chủ động hết, anh thì bị bịt mắt, chỉ việc ở đấy mà hưởng thụ thôi. Xong việc, hai vợ chồng nằm ôm nhau, nhìn lên trần nhà. Thứ bảy này em phải đi công tác Cần Thơ 3 ngày. Giọng của Ánh vang lên bên tai chồng. Quân giật mình nhỏm dậy nhìn vợ.
ánh mắt nhìn chăm chú vào mắt nàng. Ánh mắt nàng ánh lên một tia áy náy. Ừ. Thế anh có buồn em không? Nếu anh không thích thì em sẽ xin sếp cho em ở nhà. Anh lại hơi luống cuống, nhìn lên cái vẻ mặt anh hơi buồn. Anh không sao, công việc mà. Em phải đi thì đi thôi. Nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên vợ mình rời xa nhau sau ngày cưới đấy. Quân nói với một giọng rất trầm trầm. Anh chả biết nói gì. Nàng chỉ ngồi dậy ôm lấy lưng anh, áp má vào lưng anh. Nghe tiếng tim của anh nó đập thật mạnh và thật đều, cứ như muốn phá tan những suy nghĩ của anh. Ngọc lại chồm lên ôm lấy cổ chồng. Đêm đó, hai vợ chồng ôm nhau ngủ rất ngon. Trên miệng cả hai đều mỉm cười nhẹ. Họ mơ về những ánh sáng lung linh mộng ảo. Sáng sớm thứ bảy, Quân tự nghỉ một buổi sáng để tiễn vợ đi công tác. Dù là nàng từ chối nhưng anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Xe của vợ chồng Quân đến trước cơ quan nàng thì một chiếc Lexus màu đồng đã chờ ở đấy. Sáng nay, công ty của ánh không làm việc nên xung quanh không có ai. Chỉ có bác bảo vệ đang trực, sốt ruột đi qua đi lại. Bác Tuấn đang sốt ruột cho Ngọc bởi vì nàng đến trễ. Sếp Linh đã ngồi trong xe chờ được 15 phút. Chiếc xe đen của Quân dừng lại. Anh xuống lấy hành lý cho nàng, rồi giao luôn cho anh tài xế vừa mới bước xuống xe đón. Anh quay qua ôm ánh vào trong lòng. Nàng rất muốn đẩy ra bởi vì ngại, nhưng mà anh ôm rất chặt, lại hôn nàng thật sâu. Ánh giật mình vùng ra, nhìn bác Tuấn đang há hốc mồm, nàng lại đỏ cả mặt. Nàng không biết trong xe đang có cái ánh mắt nhìn và quan sát nàng cùng với Quân nữa. Ánh mắt hâm mộ và một ánh mắt ghen tị. Ánh chồm tới nói vào tai Quân. Anh ở nhà không được bia rượu nhiều đâu đấy. Nếu nhớ em quá thì gọi điện nhá. Kêu Thục Nhi nó quá, không được đi lung tung đấy. Quân lại ú ớ, đỏ mặt chả biết nói gì. Nhi là cô bạn thân của ánh. Cô biết một sự thật hơi cay đắng là con bạn thân của mình nó rất thích chồng mình. Hành trình xuống Cần Thơ gần 5 tiếng đồng hồ. Ở trong xe, sếp Linh rất hài hước. Anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn anh Trung tài xế cũng pha trò. Cưới chồng gần 2 năm, không xa anh ngày nào, chợt nghĩ đến tối nay lại phải nằm ngủ một mình ở khách sạn xa lạ. Ánh lại thấy chán nản. Nhưng mà nàng không ngờ hai người đàn ông này đã chọc nàng cười suốt một đoạn đường dài, làm cho tâm trạng của nàng lại khá hẳn lên. Lâu lâu ánh cũng tham gia một câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện nàng kể rất có chừng mực, không quá dung tục, cũng không quá đường hoàng, vừa đủ chuẩn cho câu chuyện gây cười. Khi mọi người đến huyện Bình Minh thì đồng hồ cũng gần 11 giờ trưa. Bụng của ánh cũng bắt đầu réo nhẹ. Nàng đoán chừng 30 phút nữa sẽ đến Cần Thơ. Nhưng mà đột nhiên xe rẽ phải xuống đường vòng ở dưới gầm cầu. Cầu cái nó vốn lớn. Ngọc ngơ ngác thì giọng của sếp lại nói: Ấy chết, anh quên nói với em là sẵn nhà bà ngoại anh có cái đám rỗ. Nghe anh về quê công tác, bà kêu anh ghé qua. Bởi vì chiều tối nay mình không có kế hoạch gì, thế nên... Giọng anh lại có vẻ áy náy. Nếu em ngại thì mình đi thẳng luôn cũng được. Anh gọi cho bà kiếm lý do nào đấy cũng được. Ờ không sao, anh cứ ghé thăm bà đi anh. Em cũng rất là vinh hạnh được về quê của sếp đấy. Ánh lại vui vẻ đáp ứng. Đường sang nhà bà ngoại sếp Linh thật là khó đi. Chiếc xe cố gắng lắm, chỉ đi được vào một đoạn chui, thế rồi lại luồn vào trong cái vườn bưởi. Dọc đường lại gửi nhờ xe ở đấy. Trời nắng chang chang, ba người đi bộ được một đoạn. Chán và hai cánh mũi của ánh đã lấm tấm mồ hôi. Nàng đang định mở bóp để lấy khăn thì nghe sếp Linh nói: Tới bến đò rồi đấy. Bến đò bằng gỗ nổi ở dưới sông. Đường đi xuống là một tấm ván dài kê trên các cái cọc bạch đàn nhỏ bằng cổ tay, khá là dốc. Ánh rất sợ đi trên những tấm ván như thế này. Khi bước lên thì nó kêu kẽo kẹt, mặt ván thì cứ cong xuống như là có thể gãy bất cứ lúc nào. Nàng nhăn mặt bước qua, hai đầu gối cứ run run. Bất chợt một bàn tay với những cái ngón tay hồng hào lại chìa ra trước mặt. Nàng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của sếp. Ánh mắt cứ như nói: Hãy tin anh. Ánh đưa tay ra, nó lọt thỏm trong tay của anh. Bàn tay của anh mềm mại và rất ấm. Anh lại nặng, chắc to gấp đôi em mà không còn sợ ấy. Em sợ làm sao? Anh lại trêu chọc cô.
Em nhỏ con lắm mà sao anh nói thế? Nàng đã vững tâm hơn, thế nên lại trả lời rất tự nhiên. À không, em không nhỏ chút nào. Không, ý anh là... Linh mới nói, chợt lại nhìn ánh mắt của Ngọc nhìn mình, cứ như mình nói điều gì đó sai. Anh nghĩ lại và lại tắc nghẹn, mặt lại đỏ lên. Xuống tới bến, Ánh rút nhẹ tay ra khỏi tay anh. Bàn tay anh cứ như không muốn, nhưng mà miễn cưỡng lại mở ra một cách tiếc nuối. Anh không nói gì, vẻ mặt của nàng tự nhiên cứ như không hề nhận ra một thoáng chần chừ của bàn tay anh vừa rồi đấy. Con sông này nó không lớn, chỉ khoảng 100 mét ngang. Nước nâu đục màu bùn phù sa, hai bên bờ là dãy dừa nước sum suê kéo dài như là hàng rào tự nhiên. Bên kia sông, khuất sau rặng dừa nước thì anh có thể thấy nhà cửa, mái ngói, mái lá và người đi qua đi lại, vài đứa nhóc chạy đuổi bắt nhau. Chiếc đò là một chiếc ghe khá lớn, có thể chở được 5 chiếc xe máy và vài chục người một chuyến. Nhưng mà chuyến này nó khá vắng, chỉ có 3 người Ánh và 2 người phụ nữ khác. Cậu ba về, cậu Linh về. Tiếng con nít nó reo hò, chạy dọc bờ sông, theo đuôi con đò gần cập bến. Đò còn cách bến khoảng nửa mét, Linh đã phóng qua. Hai tay anh lại giang ra, ôm gọn hai đứa đầu tiên lao đến. 3-4 đứa khác thì chạy lòng vòng quanh anh, reo hò nắm quần nắm áo anh mà kéo. Áo sơ mi của anh sổ ra khỏi, đầu tóc anh bị những cái ôm làm rối tung lên. Nhưng mà Linh cười rất tươi, nụ cười của anh thật tự nhiên, chân chất miền Tây, bao dung, gần gũi. Ánh ngạc nhiên thật sự, trong mắt Linh là một người lãnh đạo nghiêm khắc, trong cơ quan chưa bao giờ nàng thấy anh cười. Lúc trên xe nói chuyện rôm rả, nhưng mà anh cũng chỉ cười chung với mọi người thôi. Khác hẳn nụ cười bây giờ của anh. Đây mới là nụ cười của anh, là con người của anh. Linh lại thay phiên bồng bế hết đứa này rồi sang đứa khác. Trên đường đi bộ về nhà, anh đi phía trước thật cao lớn, vững chãi trên con đường đất đỏ. Ngọc và Trung chỉ biết đi theo sau. Đám con nít cứ quấy lấy anh, không dứt ra được ấy. Cho đến khi vừa đến cổng nhà, bà ngoại anh bước ra la mắng, tụi nó mới rời khỏi anh. Ánh là im lặng, ngồi ở trên chiếc ghế đầu, không ngừng nhìn, đánh giá xung quanh. Căn nhà của bà ngoại anh không hề nhỏ, mái ngói đỏ, tường quân xanh, gạch men hoa văn sặc sỡ. Trong phòng khách là bộ trường kỷ gỗ sơn đen, vẫn bộc lộ nét uy nghi quyền quý. Bà ngoại anh khoảng 85 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng mà nhìn vẫn rất khỏe mạnh. Mặt bà tròn tròn, tai thật dài và phúc hậu. Con xin lỗi chưa giới thiệu với ngoại, đây là Ngọc Ánh, đồng nghiệp công tác với con. À, được. Còn đây là anh Trung, thì bà đã gặp rồi. Con chào bà. Ánh lễ phép gật đầu. Ánh mắt của bà nhìn Ánh hiền dịu, pha một chút xem xét và đánh giá. Ánh lại nhấp nhỏ mất tự nhiên, cứ như là đưa con dâu về mắt xem mắt nhà chồng ấy. Nàng lại tự dưng mắng mình, sao lại phải thế? Nàng là phụ nữ đã có chồng mà, chỉ là đồng nghiệp với Linh thôi. Thôi, con dắt mấy đứa ra sau rửa mặt rồi ăn cơm, nghỉ ngơi. Chiều 4 giờ mới dọn đám cơ. Sau giờ ăn trưa, Linh lại nhường cho Ánh một căn phòng. Anh nói đó là phòng hồi nhỏ của anh. Còn anh và Trung đi ra vườn, lấy hai cái võng rồi mắc lên, ngủ trưa ở đấy. Ánh tuy là khá mệt mỏi, nhưng nàng nằm trên chiếc giường lạ, không thể nào ngủ được. Ráng du giấc ngủ được 20 phút, nàng mất kiên nhẫn ngồi dậy nhìn quanh phòng. Có nhiều thứ rất hay, như là hộp mực bằng nhựa nho nhỏ, có cái nắp vặn, phía trong có một cái ống để có thể rót mực vào, chấm ngòi viết. Nhưng mà sẽ không đổ khi mà bị ngã ngang, nàng đã rất lâu rồi không thấy nó, ít ra là phải từ hồi hết cấp 1 đấy. Ánh lại rất hứng thú với những cái vật dụng ở trên bàn, có thứ nàng biết, có thứ không, nhưng mà xem qua hết rồi vẫn không thỏa mãn được cơn nhàm chán của nàng. Nàng đi ra ngoài, giờ trưa thật là vắng, chỉ có vài con chó nó ngẩng đầu lên nhìn nàng, vài con gà cứ bơi móc loạn xạ trong bụi cây, không khí thật yên bình. Nàng đi về hướng con sông, mắt nàng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chân cứ bước không định hướng rõ ràng. Chợt nàng nhận ra mình đã tới một nơi lạ lẫm. Nàng vẫn tiếp tục đi, yên chí rằng chỉ cần quay đầu là ngược lại về tới thôi. Chợt có một, rồi hai, rồi vô số giọt nước mưa nó đổ xuống.
Ánh lại bối rối, lấy tay che đầu chạy quay lại. Nhưng chạy mãi một lúc vẫn không tới. Áo nàng đã ướt gần hết, dính sát vào da. Ánh đành phải liều rẽ vào một mái hiên trong một căn nhà gần đường. Vào tới nơi, nàng vừa phủi phủi áo quần vừa nhìn trời, trách mình đúng là kém may mắn. Nhìn lại căn nhà mình đang đứng, nó khá là nhỏ, tường gạch thì đỏ lại siêu vẹo, bậc thềm xi măng cũ kỹ ẩm mốc, đóng rêu xanh nhiều chỗ, hai cánh cửa khép hờ, một bên thì bung cả bàn lề nó xệ xuống chấm đất, co cố gắng đóng lại cũng không thể khít được với nhau. Có ai ở nhà không? Nàng dự định chào hỏi chủ nhà một tiếng, dù sao mình cũng mượn mái hiên nhà người ta. Không có ai trả lời. Nàng nhìn vào bên trong, màng nhện nó đã trăng ngang trăng dọc, một cái bàn thờ không thể cũ hơn. Vét ni ở gỗ đã bong ra loang lổ, phía trên là màn hình đen trắng một người phụ nữ. Lư hương trước mặt bà nguội lạnh, có hai cây nhang cháy không hết, nó đen sạm màu, cắm cứ nghiêng ngả ra. Ánh tự nhiên chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng quay qua quay lại như muốn bắt tại trận cái con ma nào đó đang âm mưu dọa mình hay sao. Chợt ánh lại nghe có tiếng cọt kẹt nhỏ bên trong nhà, tiếng thở khò khè nho nhỏ. Ánh run hết cả người. Có ai ở nhà không? Tiếng nàng vang lên một lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Nhưng mà tiếng cọt kẹt cứ như hai thanh tre nó cọ vào nhau, như là gấp gáp hơn. Ánh không kiềm lòng được, hai tay nàng thủ thế, lọ dọ bước nhẹ vào nhà. Tới căn buồng đầu tiên, thật ra nhà chỉ có mỗi một cái buồng ngủ, không có cánh cửa nào, chỉ che sơ bằng cái mảnh vải rèm phất phơ. Ánh có thể khẳng định tiếng động kỳ quái đó phát ra từ trong này. Nàng run lẩy bẩy, nửa muốn vén lên để xem thử, nửa lại muốn bỏ chạy ra ngoài. Mâu thuẫn của phụ nữ chính là sợ ma, nhưng mà một bản năng tự nhiên thì lại rất tò mò, rồi lại cũng mạnh mẽ không kém. Cuối cùng ánh không kiềm lòng được, bàn tay lạnh toát vì sợ của cô, nhẹ nhẹ hé cái bức rèm đấy ra, nhìn vào. Bên trong là một chiếc giường tre, nó đang thì không yên một tí nào. Chợt người đàn ông đó nhìn về phía rèm cửa. Ông ta bắt gặp đôi mắt trong veo của ánh đang nhìn mình. Ánh mắt ông hơi thoáng ngạc nhiên, nhưng hành động vẫn cứ không chậm lại tí nào. Ánh dùng mình khi nhìn vào đôi mắt ông ta, nó đỏ ngầu, ánh mắt đó thật đáng sợ. Ánh sợ hãi chạy nhanh ra ngoài. Khi ánh về tới nơi, cơn mưa cũng vừa dứt, cả nhà đang tất bật chuẩn bị các mâm cỗ, người khiêng kẻ chặt cứ rầm rộ lên. Phía trước nhà bày ra khoảng 20 bàn tiệc, cánh đàn ông đang sắp chén đũa. Bất chợt một người, hai người, ba người, tất cả đều ngưng lại. Họ nhìn cô, mặt thì đỏ như gốc chín, cúi gằm đầu bước vào. Chiếc áo trắng của cô sũng nước dính chặt vào người. Ánh đi đến giữa sân, Linh lại lao ra, tay cầm chiếc khăn tắm choàng lên người cô. Nàng ngẩng đầu lên nhìn anh cảm kích. Em đi đâu thế, anh tìm em khắp nơi, thiếu chút nữa là anh lặn xuống sông rồi đấy. Linh vừa quan tâm vừa giận dỗi. Em đi dạo bị mắc mưa thôi mà. Đi dạo à? Thôi được rồi, vào nhà thay đồ đi, cảm lạnh thì khổ đấy. Anh vừa nói, tay vừa choàng qua lưng đưa cô vào nhà. Chẳng hiểu sao ánh lại không phản đối. Nàng cũng đang tự hỏi, bàn tay sau lưng này sao nó ấm áp thế, làm cho nàng lại yên tâm. Nhưng đối với mọi người xung quanh, vị trí của ánh đã được xác định rồi. Quần áo của ánh đã để lại trên xe hết, thế nên buộc lòng lại phải mặc đồ do Linh mượn. Anh nói là đồ của dì nhà anh. Ánh vào phòng tắm ở trong nhà. Căn nhà rộng như thế nhưng chỉ có một cái phòng tắm. Phòng tắm rất sạch sẽ, ốp gạch men, hoa văn đỏ sặc sỡ, cao hơn đầu người. Không có bình nước nóng, cũng chẳng có vòi sen, chỉ có một chiếc vòi đồng đưa cao tới lưng. Một cái thau nước cũng bằng đồng. Bên trong là cái gàu múc nước bằng gỗ, một chiếc gỗ cứ ngồi chồm hổm như thế. Đúng là phong cách ở quê. Ánh xả sơ qua chiếc áo trắng bị lấm bùn khi hồi nãy nàng chạy đấy. Rồi nàng nhìn chiếc điện thoại sũng nước, nó tắt ngỏm ấy, lại thở dài, lo lắng vì nàng hứa gọi điện thoại cho chồng khi đến nơi. Nàng tranh thủ tắm một chút, dù gì thì cũng đã mệt mỏi cả ngày. Làn nước mát lạnh ra đầu làm nàng hơi khó chịu, nhưng sau đó nó lại mang đến cảm giác sảng khoái. Khi nàng mặc bộ đồ vào thì giờ khóc giờ cười. Bộ đồ bằng vải thun, mặc ở nhà nó cứ rộng thùng thình, cổ áo thì cứ nhún ly nhìn rất là điệu.
Ánh đi ra ngoài, khách đã tới nơi. Linh đang loay hoay chạy tới chạy lui tiếp khách. Ánh lại chợt lúng túng đứng đấy, cảm thấy mình thừa thãi. Chợt lại thấy anh Trung tài xế ngồi ở một bàn tiệc góc xa vẫy nàng. Nàng ngượng ngùng trong bộ quần áo thùng thình đi qua đấy, cầu mong không ai để ý tới mình. Tới bên bàn tiệc, Ánh nhận ra còn đúng một chỗ cho mình. Xung quanh toàn là đàn ông, những người này khá quen mặt. Tới bên bàn tiệc thì Ánh nhận ra còn đúng một chỗ cho mình thôi. Xung quanh toàn cánh đàn ông, những người này khá là quen mặt. Hình như là những người gặp khi vừa nãy nàng chạy về. Ánh khách sáo gật đầu chào mọi người trước khi ngồi xuống. Ai cũng nhận ra nàng, họ mỉm cười thân thiện. Nhưng mà đôi mắt cứ lướt trên người nàng khi nàng ngồi xuống. Đúng như quy luật đủ số, thế nên ở trên mâm cỗ thì bắt đầu được dọn ra, còn một số bàn khác thì vẫn phải đợi vì chưa có đủ khách. Cô có bị cảm lạnh không? Hồi chiều cô làm sếp Linh lo lắng lắm đấy. Trung lại bất chợt quay sang nói nhỏ vào tai nàng. Mắt hắn không ngại, lại thể hiện nhìn vào chỗ cổ của nàng. Ánh lại ăn cho nó qua loa lấy lệ, bởi vì nàng mệt nhiều hơn là đói. Bất chợt mắt nàng lóe sáng về một góc của buổi tiệc. Người đàn bà đó, bà béo mà nàng bắt gặp trong cái ngôi nhà kia, bà đang chạy tới chạy lui, mặt mày hớn hở đón khách. Điều đó nói lên bà ta là người trong nhà bà ngoại của anh Linh à? Có thể là họ hàng của anh à? Anh Trung à, em hỏi chút. Ánh cho rằng Trung sẽ biết vì anh cũng xuống đây vài lần. Được rồi, em hỏi đi. Trung lại buông chén xuống, rồi quay qua, tai cứ như là áp sát vào miệng của Ánh để cho nàng nói cho nó dễ, nhưng mà thực tế là để nuông chiều ánh mắt của mình. Người phụ nữ mặc đồ hoa màu đỏ kia là ai thế anh? Ánh không dám chỉ, nàng chỉ hướng dẫn bằng ánh mắt của mình. À đấy là dì Út Thơm, dì của sếp đấy. Mẹ sếp là chị Hai, dì Út là thứ 9. À thế ạ, tự nhiên em thấy quen mặt quá, cứ ngỡ gặp đâu đấy rồi. Ánh lại kiếm cớ nói cho qua. Lúc này, qua món thứ hai, thì một bác ở trong bàn lớn tuổi nhất lấy dưới gầm bàn lên một cái can loại 20 lít. Mọi người ai cũng suýt xoa hưng phấn. Họ uống theo kiểu xoay vòng, dùng một chiếc ly trà bằng thủy tinh, hoa văn in trên đó đã bay gần hết. Anh Trung cũng bị ép uống đến 3 ly, rồi lại cho tha, bởi vì do là lái xe, đúng là lý do chính đáng. Ánh cũng có phần, nàng cầm chiếc ly lên, nhìn màu nó cứ đục đục thấy ghê ghê, bởi vì mấy tay đàn ông trong bàn cứ uống một ngụm là quay ra lại nhổ nước bọt xuống thẳng cái nền xi măng ấy. Chỉ một ly, nhưng mà đầy ly là uống một cái loại trà nhỏ như thế này, kể ra thì nó cũng không ít đâu. Ánh mặt cứ nóng dần lên, má lại đỏ nhẹ, nhìn nàng càng quyến rũ. Cánh đàn ông trước khi uống thì đều lén nhìn nàng một cái, cứ như là nhắm mồi bằng mắt ấy. Họ không dám quá trớn với Ánh, họ đinh ninh rằng nàng là bạn gái của Linh. Tuy Linh thì chỉ có vai vế là cháu trong nhà, nhưng chàng là người cháu thành đạt nhất trong cả dòng họ. Không ai dám làm phật ý chàng, bởi vì họ sẽ phải đối đầu với sự giận dữ của bà ngoại, người luôn ủng hộ, luôn yêu thương chàng. Trên bàn chỉ duy nhất có mình Trung biết rõ Ánh là gái đã có chồng. Đây đây đây, nào mời mời. Một người đàn ông tới bàn của Ánh cụng ly. Ông ta to béo đầu hói, nhưng ánh mắt lại nói rằng ông ta rất hiền và thân thiện. Cháu là Ánh hả? Dượng là dượng của thằng Linh, chồng của dì Út Thơm. Ông ta tự giới thiệu. Dạ cháu chào dượng. Ánh lại chợt hiểu ra được nhiều chuyện. Nào, uống với dượng một ly, sau này là người một nhà rồi, không cần khách sáo. Ông ta bắt đầu huyên thuyên. Ánh nghe câu nói của ông ta, đầu lại cứ to ra. Nhưng nàng không thể đứng giữa bàn nhậu mà biện bạch như thế. Nàng nâng ly uống gọn, rượu chảy vào cuống họng, nó cứ nóng dần dần. Nàng choáng váng quay cuồng, hai tay lại níu lấy mép bàn, nhưng mà người thì cứ nghiêng dần nghiêng dần. Ơ kìa, Ánh, Ánh. Giọng của Trung vang lên bên tai. Nàng còn ngửi được mùi rượu qua hơi thở của hắn. Ánh lại ngã dựa lên người Trung, tay hắn vòng qua người nàng giữ lại. Ánh lắc lắc đầu, một tay nàng vẫn đặt lên vai Trung. Nàng cảm nhận vòng tay ôm mình thật chặt. Anh đưa em vào trong nghỉ nhé. Ánh không có ý kiến gì. Quả thật nàng bây giờ chỉ muốn vào trong nghỉ ngơi. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt ái ngại. Ánh được Trung dìu đi siêu vẹo vào căn phòng nghỉ trưa của nàng. Mọi người ngồi hết ở phía trước ăn nhậu.
lại bỏ căn nhà ở bên trong cứ trống hoác. Trung lại đỡ lưng nàng cứ run nhẹ, nó như vô tình đưa tới ngang lưng rồi lại trượt xuống. Vào tới phòng, Trung dìu nàng nằm xuống, ngồi sát bên mép giường, nhìn ngắm nàng như nhìn một cái món ăn ngon. Ánh mặt cứ đỏ hồng lên, hai mắt nhắm nghiền. Anh đi ra ngoài đi không tôi la lên đấy. Tiếng của ánh chợt vang lên bên tai Trung. Trung như bị xối một gáo nước lạnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng không còn sức kháng cự. Nhưng mà hắn không dám thở. Sau khi Trung đi ra ngoài, ánh đã ngủ thiếp đi. Ranh giới mới nảy nở thật mong manh. Ánh lại ráng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng để dọa Trung. Nếu mà không nói câu đó thì không biết hậu quả của nàng sẽ thế nào. Ánh nghỉ không biết bao lâu, chợt nghe có tiếng người nói chuyện, tiếng đàn ông, tiếng phụ nữ, rồi một bàn tay lạnh toát đặt lên trán nàng, rồi có ai lật sấp nàng xuống, sau đó kéo nàng lên, rồi thế là mùi dầu gió nó bay ra trong phòng, cả phòng bây giờ lại như ấm lên thật dễ chịu. Khi ánh tỉnh lại, đầu nàng thật là nặng, nàng thấy người mình được đắp ngang một cái chăn bông dày. Linh ngồi kế bên khung cửa sổ, tay đang cầm điếu thuốc, mùi thuốc lá bay khắp phòng. Mùi mà nàng ghét nhất, nhưng sao hôm nay nó lại ấm áp thế, thật nồng nàn. Linh quay sang, thấy ánh đang nhìn mình, anh lại mỉm cười. Sao rồi em khỏe chưa? Em bị cảm lạnh lại còn uống rượu vào. Anh phải nhờ dì Út cạo gió cho em đấy. Em khỏe rồi, mình đi Cần Thơ thôi ạ. Ánh lại chợt nhớ tới công việc, định nhổm dậy. Em biết bây giờ mấy giờ không? 9 giờ đêm rồi. Mình ngủ lại đây đi, sáng mai đi thẳng ra hội chợ luôn. Ồ chết, em xin lỗi vì em mà chậm trễ công việc của công ty. Anh lại áy náy. Sao em nói thế? Bởi vì anh thay đổi lịch trình trước mà. Chợt nhớ tới điều gì, anh lại nói tiếp. Em đói rồi phải không? Để anh nhờ người mang cho em ít cháo. Thấy anh mở miệng định nói, Linh lại chặn luôn. Phải nghe lời, không ăn sao nó khỏe được. Anh lại cố làm ra cái vẻ nghiêm nghị, nhưng mà anh thấy anh không nghiêm chút nào. Nàng mỉm cười, tay chống xuống giường ngồi dậy, định bụng ra ngoài ăn, chứ ai nằm đây đợi người phục vụ bao giờ. Nhưng khi nàng vừa tốc chăn lên thì nàng lại há hốc miệng. Nàng thấy Linh đang đứng ở đấy lại chân chối, mắt lại không dứt ra được cái bức tranh của ánh. Nàng lại giật lấy cái chăn che lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Linh. Anh không phải... Em hiểu lầm rồi. Do em toát mồ hôi nhiều quá nên dì Út mới lau người cho em thôi. Linh lại ấp úng. Ờ em không trách anh mà. Anh ra lấy giúp em bộ đồ em treo ở trong phòng tắm ấy. Ngọc nói rất nhỏ, hai má nàng cứ đỏ lên. Khi Linh đi ra, mắt nàng nhìn theo bóng lưng anh, ánh lên một tia suy nghĩ phức tạp. Nửa lại tự hào, nửa lo lắng. Tự hào vì nàng thấy được điều gì đó lóe lên trong mắt Linh khi mà anh nhìn thấy cái bức họa đồng quê. Phải biết Linh nổi tiếng vì cặp bồ toàn người mẫu và diễn viên, nhưng nàng cũng hấp dẫn kém gì ai đâu. Nhưng mà ánh lại càng lo lắng, bởi vì mình dường như đã chấp nhận sự chăm sóc của anh như một điều đương nhiên. Nàng sợ mình sẽ phản bội chồng. Linh quay vào, mặt anh hơi đỏ, trong tay cuốn lại quần áo của Ngọc. Anh đưa thẳng vào tay nàng, không nói gì, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Ngọc lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên trán. Đúng là sau khi ăn tô cháo xong, nàng cảm thấy người nhẹ hẳn, đầu nàng cũng đỡ nhức. Nàng đi ra hiên nhà, cơn gió mát thổi nhẹ vào tóc, cảm giác thật thoải mái. Cô chợt nghe có người gọi tên rất nhỏ. Nhìn qua thì có ánh đèn chiếu từ hướng sông lóe lên, một bóng đen lại phẩy phẩy cây đèn pin về phía nàng. Nàng nheo mắt lại, thấy dáng người ấy chợt nhận ra là Linh. Đứng bên là Trung, ánh lại thả bộ đi xuống dốc về hướng đấy. Ăn lâu thế, anh và Trung đợi em mãi. Bây giờ mình đi ngắm trăng trên sông, vui lắm, mát lắm. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Mắt nàng nhìn qua Trung, làm anh ta bối rối quay mặt đi chỗ khác. Mọi người lên thẳng chiếc ghe nhỏ đang neo tại bến. Chiếc ghe nổ máy chạy, ba người leo lên nóc ghe ngồi. Mặc cho người lái ghe đưa đi, được một lúc, ghe đã đến một nhánh sông lớn. Từ xa có thể nhìn thấy dáng cây cầu Cần Thơ cao lớn hùng vĩ. Chiếc ghe neo lại bên một bụi dừa nước. Linh và Trung lấy ra một chai rượu Tây chính hiệu, mấy con khô mực lại bày ra. Chú Tư à, bỏ đó, lên đây lai dai với tụi con đi. Linh gọi người lái ghe.
Bây giờ tao chút, tao cột neo chặt cái đã. Một giọng đàn ông cứ ồm ồm đáp lại. Ánh đang thả hồn, trăng hôm nay thật sáng, soi rõ mồn một con sông. Nàng có thể thấy rõ những cái bụi lục bình nó trôi bồng bềnh. Ánh hít một hơi, hương vị phù sa, thoang thoảng mùi bùn. Tâm trạng nàng thật thoải mái. Trung lại mạo phạm nàng hồi trưa hả? Nàng cũng không còn nghĩ tới nữa. Lúc này, bóng dáng một ông già tóc rối tung leo từ cái ở dưới đi lên trên nóc ghe. Linh và Trung ngồi lui lại. Ánh lại để chừa một khoảng trống cho ông ấy. Ông ngồi xuống, lấy chai rượu tây, khoái chí cười khà khà, đưa tay vuốt lại mái tóc hất qua một bên. Ánh sững sờ. Ông ta chính là người đàn ông mà hồi chiều nàng bắt gặp có đôi mắt đỏ. Nàng bắt gặp trong căn nhà đấy. Người nàng tự động lại rung nhẹ lên, như cảm giác sợ hãi bản năng của con thỏ trước sự uy nghiêm của một con cọp. Đây là chú Tư. Ghe này là ghe của chú đấy. Hồi nhỏ chú vẫn hay chở anh đi chơi. Còn đây là Ánh, đồng nghiệp của cháu ở Sài Gòn. Ờ. Ông ta lại ừ cho có lệ, miễn cưỡng rứt mắt ra khỏi cái chai rượu, rồi nhìn lên cho nó có. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của Ánh, ông hơi sững người lại, mắt ông nheo lại, mép môi lại nhếch lên một tí. Tất cả những thay đổi nhỏ đó chỉ lọt vào mắt của Ánh. Nàng vô thức run rẩy nhiều hơn. Sao vậy em? Em lạnh à? Linh cảm nhận được đầu gối của Ánh nó hơi rung nhẹ. Em không sao. Ngọc lại lý nhí, đầu nàng cúi xuống né tránh ánh mắt của ông ta. Nào bắt đầu thôi. Linh vừa nói vừa xoa cái nắp chai. Ly đầu tiên, kính lão Đắc Thọ. Chú Tư. Anh đưa ly qua. À đúng là chát thật. Uống vào nó thật là ngọt, lại làm đét một cái lên đùi sảng khoái. Ngọc nghe theo lời Linh, nàng uống một ly cho ấm cơ thể. Thế rồi thôi. Mọi người uống qua vài vòng thì chai rượu chỉ còn khoảng một nửa. Trung bắt đầu ca hát. Dù Ánh không thích anh ta vì cái chuyện hồi trưa, nhưng vẫn phải công nhận giọng hát anh ta rất ấn tượng. Nó vang xa trên dòng sông, mọi người lắng nghe đều cứ như là tự trôi nổi tới một phương trời riêng. Linh lại hưng phấn đứng lên hét vang. Lâu lắm rồi anh mới được thoải mái như thế này. Anh đứng đó lại bỏ áo ra, rồi chợt nhớ ra, quay lại lại gặp ánh mắt Ngọc đang tròn mắt nhìn mình. Anh đỏ mắt ấp úng. Ô anh xin lỗi. Anh thích nhất là tắm sông trong đêm trăng sáng. Em quay mặt lại đi. À vâng. Ánh đỏ bừng mặt, nhưng nàng chợt nghĩ muốn trêu anh. Anh cứ tự nhiên, em là gái có chồng mà, lạ lẫm gì mấy thứ đấy đâu. Linh há hốc miệng chả biết nói gì. Nhìn mặt của Ánh rửng rưng cứ như không thế, chả hề có ý định quay đi. Linh quay đầu lại cười híp mắt. Sao, có muốn bơi thi với anh không? Nói xong không chờ nàng trả lời, anh phóng ảo xuống sông. Nhìn tư thế lao xuống nước của anh, có thể đánh giá anh là một tay bơi cự phách. Nàng chợt nhớ tới ông Tư, ánh mắt của ông ấy. Nàng nổi da gà, nhìn sang như đọc được suy nghĩ của nàng. Ông ta đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh lại sợ hãi thật sự. Nàng nhìn xuống sông, thấy Linh và Trung đang bơi xa hơn. Họ bơi về hướng cái đèn phao màu đỏ. Nàng muốn kêu hai anh quay lại, nhưng mà không biết nói lý do gì. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe lót xịt lại chạy thẳng về hướng Cần Thơ. Ánh đã vui vẻ hoạt bát trở lại. Đoạn đường dài gần 30 phút, thoáng cái đã tới nơi. Ánh muốn ghé vào khách sạn trước để thay đồ, bởi vì nàng không thể mặc cái bộ đồ nhăn nhúm này mà đi vào hội chợ. Chiếc xe dừng trước khách sạn Thanh Hoa ở trên đường Trần Phú. Đây là khách sạn tư nhân nhưng mà có quy mô khá lớn, cao 18 tầng, 4 thang máy, hồ bơi tầng thượng. Ánh vào ở phòng kế bên phòng của sếp Linh, còn Trung thì bị ép xuống tầng dưới vì không đủ phòng để chung một tầng. Nàng lao vào phòng, cấp tốc tắm rửa thay đồ, không quên gọi điện thoại cho chồng. Nghe giọng anh ngái ngủ, Ánh thật là thương anh. Sáng hôm nay chủ nhật mà mới 7 giờ sáng đã gọi anh dậy. Em đang ở đâu đấy? Sao tới giờ mới gọi anh? Anh gọi thì lại điện thoại không liên lạc. Em không sao, anh yên tâm. Nghe giọng chồng quan tâm lại thấy ấm áp. Nàng kể sơ qua những tình huống của nàng, dĩ nhiên cũng tránh đi những cái tình tiết khác để anh không lo lắng. Quân dặn dò vợ phải tìm mua ngay một cái điện thoại mới, gọi về báo cho anh biết. Bất chợt đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông điện thoại, rồi tiếng kéo cửa kính ban công. Giọng vang lên của Quân hơi run.
Em ráng giữ sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ đấy. Anh hơi im lặng vì nàng suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại, nó đổ ở bên cạnh của người quân đấy. Tiếng chuông đấy nghe quen quá. Nàng đã chợt sực nhớ ra, thế rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là con bạn thân, nó đã đến rồi đấy à? Alo, giọng quân lạnh lo lắng. Em nghe đây, em lớn rồi, em biết tự lo cho mình mà, anh yên tâm. Anh cũng ăn uống cho đàng hoàng đấy, không được uống nhiều bia rượu. Nhớ gửi lời hỏi thăm đến Thục Nhi nhé. Nhắn cô ấy cho em cho cô ấy mượn chồng 3 ngày thôi đấy. Khi về phải trả lại nguyên trạng đấy, nhớ chưa? Anh mở cửa ra, thấy Linh đang tựa vào tường hút thuốc. Dáng anh cao ráo, mặc chiếc vest đen thật lịch lãm. Nàng đi đến bên anh, hai người nhìn nhau cười rồi đi xuống thang máy. Linh lại ngắm nhìn Ngọc Ánh ở trong kính thang máy. Nàng mặc chiếc váy đen qua đầu gối, phía trên là cái áo ren trắng tay dài, kín cổ, nhưng vẫn ôm sát tôn lên đường nét của nàng. Hội chợ nông nghiệp năm nay thật hoành tráng, có cả sự tham gia của các nước bạn trong khối ASEAN, giới thiệu từ sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm phụ trợ như thuốc trừ sâu, phân bón, máy móc. Hàng trăm cửa hàng dày đặc, chen chúc trong khuôn viên rộng gần 35.000 m², đi giữa các cái lối đi mà cứ mê cung ấy. Sếp và Ánh đi tới khu vực có gian hàng của công ty. Gian hàng được trưng bày khá hợp lý, bắt mắt. Có các cô BG đứng ở trước để phát quà tặng cho khách tham quan. Ai cũng sôi nổi trò chuyện hỏi han hai người, không khí rất vui. Sau đó tới giờ trưa, Linh lại báo hẹn cho ông Sáu Minh là chủ cái miếng đất 5 hectare định thuê để nuôi trồng thử nghiệm. Buổi gặp mặt được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng trên đường Hoàng Hoa Thám ở trong phòng riêng. Ông Sáu Minh không phải là nông dân như Ánh nghĩ, đó là một thương lái, đầu cơ nông sản, bất động sản. Miếng đất đó chỉ là một cái vảy cá trên mình con cá vàng của ông thôi. Ông nhìn các điều khoản rất kỹ, còn yêu cầu bổ sung nhiều quy định bồi thường về các tác động đến môi trường, nước, theo mẫu nước lấy trước và sau, so sánh hàm lượng chất dinh dưỡng, vân vân. Ánh theo đồng ý của sếp Linh, lại thêm luôn các điều khoản này vào hợp đồng, dùng laptop mang theo. Buổi gặp mặt thành công tốt đẹp, hợp đồng được ký thời hạn thuê 6 tháng bằng một vụ mùa canh tác. Sau khi ăn uống xong, Linh mời ông Sáu đi hát hò nhậu nhẹt, vì theo anh được giới thiệu, ông Sáu cho thuê rất nhiều mảnh đất để làm thử nghiệm phân bón và thuốc trừ sâu. Những hợp đồng thuê đó từ công ty đối thủ mà Linh rất muốn tìm hiểu. Anh muốn tạo mối quan hệ để ông ấy còn cung cấp cho anh các cái mẫu đất đang được thử nghiệm. Linh muốn đưa Ánh về trước nhưng nàng không muốn, vì về khách sạn lại nhớ đến chuyện của Quân, làm cho nàng lại càng buồn hơn. Ông Sáu dẫn đường, vì ông còn hơn cả thổ địa ở nơi này cơ. Thế là ba người đều đi. Điểm đến là trung tâm dịch vụ giải trí cao 8 tầng, cà phê ở trệt và lửng, trên có pizza, massage, karaoke, quán bar ở trên cùng. Hai chiếc xe hạng sang vừa tấp vào bên lề, đã có tân nam chạy ra mở cửa xe. Một cô gái mặc một cái váy đỏ chạy ra choàng vào tay ông Sáu Minh đưa vào. Ánh bước xuống nhìn quanh, nàng ngạc nhiên thấy hàng ô tô và xe máy xếp ở phía trước, toàn bộ là xe đắt tiền. Từ khi nào dân Cần Thơ trở nên giàu có thế nhỉ? Nàng lại tự hỏi. Cô gái mặc cái đồ đỏ kia chỉ có mỗi nhiệm vụ đưa ông Sáu lên lầu, nhưng mặt mày thì cứ hớn hở như là đang tiếp một siêu sao điện ảnh. Mỗi nơi ông ấy đi tới, lại có một bảo vệ đứng đó mở cửa với nụ cười trên môi. Đoàn người vừa đi qua, anh ta lại thông báo bằng bộ đàm cho đám những cái người khác ở bên trong chuẩn bị đón tiếp mở cửa. Nhìn cung cách phục vụ cũng có thể đoán được, ông ấy còn trên cả hàng VIP ở nơi này cơ. Vào thang máy, Linh quay sang nói đùa. Chú Sáu, không phải là chủ chỗ này chứ? Ông Sáu lại phì cười lắc đầu. Tôi là chủ chỗ này, tôi đuổi liền cả cái đám người mới nãy đấy chứ. Linh và Ánh lại ngạc nhiên. Mỗi lần chủ tới mà tiếp đón kiểu này thì lấy người đâu ra mà phục vụ khách? Ánh nghe câu nói của ông mới vỡ lẽ, nàng gật gù. Ý ông nói nghe nó đơn giản nhưng mà lại sâu sắc. Trong thời đại kinh tế thị trường, ai cũng hô to cái khẩu hiệu khách hàng là thượng đế, nhưng mấy người làm chủ có thể thật sự đặt khách hàng lên trên bản thân. Căn phòng karaoke ở tầng 6 rất rộng, trang trí xa hoa, ghế sofa gia ý, trải thảm màn hình LED 100 inch. Ánh lại cảm thán, dường như mình mới là người Cần Thơ lên Sài Gòn ấy chứ.
Cần Thơ chỉ như thế thôi. Nào, hai em đừng chê nhé. Ông Sáu Minh nói, nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra tự đắc. Có lẽ ông đang nói rất thật lòng. Linh và Ánh quay qua nhìn nhau, hiểu được suy nghĩ của nhau, chỉ biết cười trừ thôi. Họ đã biết quá ít về Sài Gòn rồi. Dạ, em thấy đẹp lắm anh ạ. Linh lại nói cho nó qua thôi. Ánh lại nghĩ về chồng, rồi lại nghĩ về Linh ngay bên cạnh. Người nàng lại cứ dạo dực đến khó tả. Tội cái gì? Chồng của nàng bây giờ ở nhà, đang thì cày bừa tơi tả với con bạn thân. Thế sao nàng lúc nào cũng phải nghĩ về hắn? Thế rồi nàng và sếp cứ lún dần với nhau. Rồi thế là chả ai nói với ai lời nào, lại tự động nháy mắt, rồi cùng dắt nhau sang một căn phòng nho nhỏ ở bên cạnh, chắc là căn phòng VIP bí mật. Thế rồi cùng nhau hưởng thụ cái niềm vui suốt cả một đêm dài. Cái này gọi là ông ăn chả bà ăn nem đấy mà. Ông sung thì bà sướng chứ, tội gì. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đã đọc xong câu chuyện ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo.